Kính chào quý khách hàng đến với kênh máy CNC.com. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng dòng máy CNC Ducaco đa năng 1325-4 đầu. Một trong những cấu hình máy được nhiều khách hàng quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại. Máy CNC đa năng là phương án tối ưu dành cho những đơn vị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Máy có mức giá dưới 200 triệu nhưng lại sở hữu tính năng của cả máy đục phẳng và đục tượng. Chiếc máy CNC đa năng quý khách hàng đang thấy trong video mới được công ty tự động hóa Đông Phương Hà Nội giao tại nhà khách hàng ở Bình Thuận. Máy có hành trình làm việc chiều rộng 1m55, chiều dài 2m50 và chiều cao 0.35m. Đặc biệt hai trục A đục tượng của máy có thể làm được sản phẩm đường kính lên đến 22 phân và dài 1m2. Máy vẫn giữ nguyên cấu hình của máy CNC 1325-4 đầu, nhưng nâng cấp thêm công suất của đục, chiều cao trục Z và trục A để đục tượng. Quý khách hàng quan tâm sản phẩm, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở góc trên bên phải màn hình hoặc truy cập vào website máy CNC Đông Phương.com. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.